Những sự thật ít người biết về hải cẩu, loài động vật dễ thương nhất biển cả. Với cặp mắt to tròn long lanh và dễ thương, hải cẩu được biết đến là loài vật nổi tiếng nổi tình. Chúng có mặt ở khắp nơi trên thế giới, từ những nơi quanh năm đóng băng đến những bãi biển đầy đắng và gió ở Hawaii. Nhờ vào khả năng thích nghi kỳ đáng nể, hải cẩu mẹ nuôi con bằng cách cung cấp cho con một loại sữa chua bổ dưỡng với hơn 5% chất béo. Vì vậy mà các chú hải cẩu con khổng cao rất nhanh. Chúng có thể mập lên 2kg mỗi ngày. Tư chi của chúng ngắn hơn rất nhiều so với các loài động vật khác, nên chúng thường phải lê lết trên mặt đất. Vì thế, các em nó được xem là loài di chuyển thiếu chuyên nhất vào đất. Hải cẩu còn là những thợ lặn cừ khôi. Chúng có thể lặn suốt một tiếng đồng hồ dưới độ sâu 500m và không cần bình dưỡng khí. Thực đơn của hải cẩu khác nhau tùy theo loài, nhưng sẽ không bao giờ thiếu món cá trong thực đơn. Theo tình trạng săn bắt để lấy da, mỡ, thịt, thì bây giờ con người là kẻ thù lớn nhất của chúng. Giống như cá heo, về tính thông minh, thân thiện, chúng có thể huấn luyện để hiểu được những công nghệ đơn giản để biểu diễn xoay bóng, nhào lộn, lắc vòng. Hải cẩu là loài động vật rất nhiều chuyện. Chúng thường bơi đến và ngảnh cổ lên để ngó ngước xem chuyện gì đang xảy ra khi gặp con người. Anh em có thấy bọn này xứng đáng với danh hiệu dễ thương nhất đại dương không?